850k 10 cây nhá, em ship từ 10 cây ạ. Cây này cây mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá mọi người nhá, mẫu đơn cổ Văn Chấn ạ. Mẫu đơn cổ Văn Chấn. Cây thẳng đẹp luôn này. Hàng mẫu đơn cổ Văn Chấn này nhà em dắp thuốc thân sẵn rồi, về mọi người chỉ việc nuôi bóng nuôi tán thôi. Cây rất là ok, rất là đẹp luôn. Hàng bầu bịch dễ ra già khỏe mạnh nhá. 35k bán không, 35k em không bán đâu anh ơi. Cây rất là to đẹp mà, nó phải hàng nhỏ đâu. Hàng 30k, 35k em bán hết từ lâu rồi. Hàng 30, 35k em bán hết từ lâu rồi. Đây mọi người nhìn cây nó rất là đẹp như này. Cây rất là đẹp như này, chẳng qua là trồng ở trong cái bịch nhỏ thôi. Trồng ở trong cái bịch nhỏ này dễ, rất cực kỳ dễ vận chuyển luôn. Gốc nó to chứ không phải là gốc nó nhỏ nhá mọi người nhá. Gốc nó rất là to. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này. Tán to sum nhá, tán to sum. Hàng này bác nào mà lấy từ 10 cây giá 850k 10 cây. Cây là cây mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá, hoa rất là đẹp luôn. Bác, các bác mà nào mà chưa chơi cái dòng mẫu đơn này ấy, 85k một cây ạ, 85k một cây, em ship từ 10 cây. Em ship từ 10 cây nhá. Đây là cây mẫu đơn cổ Văn Chấn ạ. Một bó này là 10 cây một bó đấy ạ. Một bó này em để một bó này là 10 cây một bó nhá. Ship từ 10 cây. Bác nào quan tâm, bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. 0969 162 214 giúp em. Cây rất là đẹp luôn này. Một bó này là 10 cây mà gốc của nó là gốc ngón tay út nhá. Gốc ngón tay út. Gốc ngón tay út cao cây 1m1, 1m2. Cao cây 1m1, 1m2. Cây rất là đẹp luôn này. Cao cây 1m1, 1m2. Hàng bầu bịch. Hàng bầu bịch, cây gì đó chị. Cây này là cây mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá các bạn nhá. Mẫu đơn nhá, đây là hoa mẫu đơn này ạ. Hoa mẫu đơn như này. Trong miền Nam thì các bạn gọi là bông trang. Bông trang sao gọi mẫu đơn. Ở trong miền Nam, bông trang miền Nam nó khác. Nó khác bông của mình. Cái hàng trong miền Nam nó là bông trang lá nhỏ. Còn đây cái lá này các bạn nhìn này, nó không hề giống cái lá của các bạn ở trong miền Nam nhá. Cái lá nào của bọn mình nó không giống lá trong miền Nam. Đây là cây này gọi là mẫu đơn cổ Văn Chấn. Ở mình người ta gọi là mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá. Cây này là cây giống mẫu đơn cổ Văn Chấn chứ nó không phải là bông trang. Bạn nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của mình là 0969 162 214 giúp mình nhá. 0969 162 214 ạ. Mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá. Có mẫu đơn trắng không chị? Mình không bạn ơi, mình chỉ có mẫu đơn Văn Chấn thôi. Ở đây chỉ có mẫu đơn Văn Chấn và thỉnh thoảng lẫn một vài cây mẫu đơn vàng thôi, chủ yếu là Văn Chấn nhá. Chủ yếu là Văn Chấn ạ. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi các bác ơi. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi. Cây này của mình gọi là mẫu đơn Văn Chấn nhá, nó không giống cái vòng bông trang lá nhỏ của các bạn trong miền Nam đâu. Trong miền Nam các bạn, cái dòng các bạn trồng nó là bông trang nhá. Các bạn trồng người ta gọi là bông trang chứ nó không gọi là mẫu đơn. Ở mình cây này là gọi là cây mẫu đơn. Đây hoa của mình sẽ như thế này. Và bông hoa mẫu đơn của miền Bắc. Bông hoa mẫu đơn của người miền Bắc nó to và đẹp hơn cây bông hoa của đơn bông trang của miền Nam nhá. Chờ mình nát mình phát lại nhá, mình tắt này mình nát.